Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 nữ mạng. Bản mệnh có cuộc sống tốt đẹp, thời niên thiếu có trải qua rất nhiều những giai đoạn khó khăn trong tình yêu, tuy nhiên sau đó lại rất may mắn về tình cảm, cuộc sống gia đình thuận lợi, hạnh phúc với già. Chi tiết vận trình nữ mạng Kỷ Mão 1999 sẽ được phân tích cụ thể ngay sau đây. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ Kỷ Mão sinh năm 1999 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung Khôn, mạng thành đầu thổ, đất trên vách, xương con mèo, tướng tinh con rồng, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Kỷ Mão qua bài thơ sau. Kỷ Mão, mạng thổ số này, đất ở trên vách thế mà chẳng khô, mùa hạ sinh gái an nhàn, có danh có vị giàu sang muôn đời, đặng sinh tiếp đãi giả thưa, hiển vinh một cách có thừa chẳng sai. Mùa xuân lỗi số đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngang dòng dòng. Tuổi Mão tài trí có thừa, không học cũng biết ít người giỏi hơn. Anh em cha mẹ hai dòng, không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba. Tiền vận có của có nhà, nhưng mà tuổi nhỏ khó an phải tàn. Hậu vận mới đặng vinh quang, lập nên nhà cửa vững vàng hậu lai. Tổng quan, nữ tuổi Kỷ Mão thông minh, lanh lợi, trong cuộc sống luôn gặp được những điều tốt đẹp. Về đời sống vật chất, những người này luôn thuận lợi, may mắn. Từ nhỏ cuộc sống đầy đủ, muốn gì có đấy. Tình cảm thuận lợi, được người thân quan tâm, cha mẹ thương yêu. Cuộc sống trải qua rất nhiều những tốt đẹp, không có gì phải suy nghĩ. Trong hôn nhân cũng rất thuận lợi và hạnh phúc. Sau kết hôn có vận tài lộc, công việc làm ăn ngày càng phát triển. Tóm lại, cuộc sống tốt đẹp. Thời niên thiếu có trải qua những giai đoạn khó khăn trong tình yêu, tuy nhiên sau đó lại rất may mắn về tình cảm, cuộc sống gia đình thuận lợi, hạnh phúc tới già. Nữ tuổi Kỷ Mão hưởng thọ trung bình từ khoảng 78 đến 90 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, ăn ở phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên, sinh vào các tháng 4 và 9 âm lịch, nữ tuổi Kỷ Mão phải trải qua nhiều vất vả, thử thách trong tình yêu mới có được cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Trong vấn đề tình cảm có xảy ra những khúc mắc là ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Nếu như muốn giữ vững mối tình này thì Kỷ Mão nên cố gắng nhường nhịn đối phương, hai người nên nói chuyện rõ ràng với nhau hơn là chiến tranh lạnh. Sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 12 âm lịch thì Kỷ Mão có những mối tình rất đẹp nhưng đều kết thúc nhanh chóng. Sinh những tháng này, Kỷ Mão là người rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm. Họ luôn quan niệm yêu là phải thật lòng, do vậy mà đây là những người rất dễ bị tổn thương bởi những mối tình tan vỡ. Tuy nhiên khoảng năm 22 tuổi, họ sẽ gặp được nửa kia của mình, Kỷ Mão sẽ có những ngày tháng hạnh phúc bên người đó. Sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch, đây là những người không chỉ may mắn trong tình cảm mà họ còn rất có vận tiền tài. Kỷ Mão xinh đẹp giỏi giang nên rất thu hút ánh nhìn của người khác. Trong tình yêu, họ có một mối tình rất hạnh phúc và sau kết hôn cuộc sống gia đình có nhiều niềm vui bên những người thân yêu. Gia đạo công danh. Trong cuộc sống gia đình, lúc nhỏ có nhiều niềm vui và hạnh phúc, được cha mẹ chăm sóc chu đáo, đầu tư về chuyện học hành nên lớn lên khá thuận lợi, không có quá nhiều việc phải lo lắng. Sau kết hôn, cuộc sống khá đầm ấm. Gia đình tuy có đôi lúc xảy ra tranh cãi nhưng đều không ảnh hưởng nhiều, về già được hưởng sự chăm sóc chu đáo từ con cái. Về sự nghiệp, bắt đầu bước chân vào xã hội từ năm 20 tuổi, trải qua nhiều khó khăn, thử thách và những áp lực trong công việc thì đến năm 28 tuổi đã có một chỗ đứng vững chắc. Những năm sau đó sự nghiệp ngày càng phát triển, có nhiều vận may về tài chính. Tuy nhiên, ở một số năm cũng vướng phải nhiều khó khăn, làm hao hụt về tiền của. Để vận trình gia đạo công danh tài vận được vẹn cả đôi đường, nữ chủ sinh năm 1999 nên thỉnh đeo vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi để hỗ trợ cho mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ có khắc hình ba linh vật Hợi, Mão, Mùi mang năng lượng hội tụ chiêu đón quý nhân tiền tài cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ gia đình, từ đó gia đạo yên ấm, bình an. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, hợi, mão, mùi cũng cần được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để có thể phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn.
Nữ tuổi Kỷ Mão nếu có ý định hợp tác kinh doanh lớn và muốn chọn những người có thực lực, có tài năng để hợp tác thì nên đặc biệt quan tâm và cân nhắc những người sau đây. Đó chính là Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân. Những người này không chỉ có tài mà họ còn rất hợp mệnh với Kỷ Mão nên trong công việc sẽ rất thuận lợi và may mắn, gặt hái được những thành công lớn. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Đinh Hợi, Mậu Dần thì nữ tuổi Kỷ Mão sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Kỷ Mão kết duyên với những người trên sẽ mang đến nhiều điều may mắn về tài lộc. Nếu hai vợ chồng cố gắng làm việc, phát triển sự nghiệp thì rất nhanh chóng họ sẽ có được một cuộc sống giàu sang, phú quý như mong muốn. Tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc và phát triển. Bước sang tuổi trung niên sẽ có vận may về con cái. Kết hôn với một trong số các tuổi Canh Thìn, Bính Tuất thì cuộc sống hôn nhân của Kỷ Mão thời gian đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, gian nan và thử thách. Trong cuộc sống có nhiều vấn đề nảy sinh và nhất là vấn đề tiền bạc khiến họ phiền lòng. Điều này cũng có ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình. Và nếu muốn cải thiện đời sống hiện tại, củng cố thêm chuyện tình cảm vợ chồng thì nữ Kỷ Mão cần phải tâm lý hơn, quan tâm hơn tới cảm xúc của chồng, cố gắng phấn đấu trong công việc, tạo dựng sự nghiệp. Và có như vậy thì gia đình mới tốt đẹp. Kết hôn với một trong số các tuổi Quý Mùi, Đinh Sửu thì cuộc sống của nữ Kỷ Mão sẽ khó có được sự may mắn về tài chính. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình vướng phải nhiều khó khăn trắc trở. Tình cảm gia đình cũng không thuận lợi, nhiều chuyện thị phi dẫn tới những xích mích và tranh cãi. Nếu muốn có một gia đình hạnh phúc, tốt đẹp và ấm no thì nữ Kỷ Mão cần phải chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh hai vợ chồng và kiềm chế lại tính khí của bản thân, cố gắng tập trung hơn vào công việc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người thân trong gia đình. Trong các năm 16, 17, 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi thì nữ Kỷ Mão không nên tổ chức hôn lễ hay những việc hệ trọng. Tuổi Đại Kỵ. Nữ Kỷ Mão đại kỵ với các tuổi Kỷ Mão, Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Bính Dậu, Bính Tý và Quý Dậu trên hai khía cạnh là hợp tác làm ăn và kết hôn. Nếu hợp tác làm ăn buôn bán với những tuổi trên thì công việc làm chung có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn về tiền bạc. Cũng không nên lựa chọn kết hôn với các đối tượng này. Nếu Kỷ Mão có đang thương yêu một người thuộc tuổi trên thì cần phải cẩn thận hơn, dự đoán trước, chuẩn bị tâm lý đón nhận các vấn đề có thể xảy ra, gây bất lợi đối với tình cảm của hai người. Muốn có cuộc sống yên ấm thì sau kết hôn dù xảy ra vấn đề gì cũng phải tin tưởng lẫn nhau. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Kỷ Mão thường gặp phải những cản trở trong cuộc sống, gia đình và công việc, đó là các năm 23, 32 và 44 tuổi. Do vậy mà trong những năm này, họ nên cẩn thận với mọi quyết định của bản thân, giữ vững lập trường, kiên định khi đứng trước khó khăn, thử thách và ngoài ra đề phòng đau ốm, bệnh tật. Nữ chủ sinh năm 1999 nên thỉnh sẵn một pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh của nhà Phật để an tâm hơn. Vật phẩm giúp mang ý nghĩa Phật pháp to lớn, được chế tác từ bạc S999, mặt trước chính là biểu tượng của bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, sức khỏe an khang, có vận hạn đau ốm sẽ được giảm nhẹ, tai qua, nạn khỏi. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ được phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Trước khi làm bất kỳ một chuyện gì hệ trọng, Kỷ Mão nên xem ngày giờ xuất hành để tăng cường thêm sự may mắn, lộc khí, xuất hành vào thời điểm, ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ sẽ rất phù hợp, giúp tăng thêm phần thuận lợi và thành công cho những dự định sẽ làm. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 18 tuổi, trong cuộc sống có nhiều điều không thuận lợi, cuối năm hao tiền. Năm 19 tuổi, nên bắt đầu xây dựng sự nghiệp của bản thân, định hướng tương lai, trong năm gia đình có nhiều điều vui vẻ. Năm 20 tuổi, ra ngoài cẩn thận, tránh gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Năm 21 tuổi, cuộc sống có nhiều trở ngại, không nên quá tin tưởng vào người khác kẻo bị lừa dối. Năm 22, tình cảm phát triển thuận lợi. Năm 23 tuổi, đề phòng, mắc các căn bệnh nhỏ, trong năm không nên làm ăn quá lớn. Năm 24 và 25 tuổi là năm thích hợp để thực hiện những dự định phát triển, kinh doanh đầu tư sẽ rất thuận lợi, trong năm có vận tiền tài. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi, tình cảm phát triển mạnh mẽ, gia đình có nhiều hạnh phúc. Năm 27 tuổi, trong năm có vận tài lộc, tiền bạc dồi dào.
Năm 28 tuổi, sự nghiệp phát triển, công danh lên cao. Đây chính là năm sự nghiệp tạo dựng được một vị trí tốt đẹp. Năm 29 tuổi, cuộc sống có nhiều hay đẹp trong chuyện tình cảm và gia đình. Năm 30 tuổi, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, cuối năm có một khoản thu đáng kể. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi đề phòng kẻ gian hãm hại, tiền tài thất thoát. Năm 32 tuổi, năm này nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Năm 33 tuổi, không nên làm ăn quá lớn trong năm xung khắc với tuổi cho nên dễ bị thua lỗ. Năm 34 tuổi, tài lộc quay trở lại, thích hợp để mở rộng kinh doanh. Năm 35 tuổi, tình cảm đầm ấm, nhận được nhiều niềm vui từ con cái. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi thích hợp cho những dự án kinh doanh, đầu tư phát triển. Trong năm, nếu đi công tác hay làm ăn xa sẽ rất may mắn trong việc tạo dựng sự nghiệp bền vững. Năm 37 tuổi, gia đình hòa thuận, đầm ấm, cuộc sống yên vui. Năm 38 tuổi và 39 tuổi, nhiều thành công, danh tiếng tốt. Năm 40 tuổi là năm thích hợp cho những cuộc vui, dã ngoại với gia đình. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi cẩn thận mắc bệnh, năm 42 tuổi dành nhiều thời gian hơn so với việc gắn kết tình cảm gia đình, năm 43 tuổi trong năm gặp nhiều bất lợi đối với bản thân, năm 44 tuổi xuất hiện những điều vui đẹp trong cuộc sống, năm 45 tuổi cơ hội làm ăn tới. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi cẩn thận buồn mạng, năm 47 tuổi vận về tài chính. Năm 48 tuổi, 49 tuổi, cẩn thận hơn trong vấn đề hợp tác làm ăn. Năm 50 tuổi, chuyện gia đình không được thuận lợi. Hy vọng những chia sẻ về tuổi vi chọn đời tuổi Quý Mão sinh năm 1999 nữ mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích đối với tất cả quý vị. Vạn sự trên đời thì đều không thể nói một cách tuyệt đối. Vậy nên những kiến thức tuổi vi trên đây chỉ mang tính chuyên nghiệm. Số phận còn lại thay đổi phụ thuộc vào đức năng và tâm tính của mỗi người. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an lạc và hanh thông.